rất là hợp các bạn. Đi vô ngay chỗ cái dừa trời đánh mà mưa tới nữa, tự nhiên cây đu đưa ta. Dừa rồi. Trời trời. À chắc chắn rồi, trai gái vô đây làm chuyện ấy rồi, nó thấy bóng ma nó chạy bỏ dép luôn cả nhà. Hello quý anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Thì hôm nay mình đi lang thang tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh quyền bí đó các bạn. Thì hồi nãy mình có ghé thăm người cô ở kế bên, mình hỏi thăm cô ở đây có chỗ nào mà linh thiêng không. Thì cô có trả lời, cô nói con đi thẳng xuống tới mé sông ngay tại vị trí mình đang ngồi. Ở đây thì trước kia có nhiều vụ trời đánh quý anh chị. Ở đây là ở ngay ngã ba sông. Thì người cô có kể trước kia ở cặp cái con sông này nè, là có nguyên một hàng dừa khoảng cỡ 5 cây dừa. Nhưng mà cứ 2-3 năm là có một cây bị trời đánh mất. Một lần đánh là trái cái đọt luôn các bạn. Các bạn nghe ghê không? Rồi hồi nãy mình có hỏi thăm những đứa trẻ ở gần đây, nó cũng có nói là ở đây linh dữ lắm chú. Trời mưa là con không dám ra, bởi vì con chứng kiến ông trời ông sẹt vô mấy cái dừa chết hoài luôn. Thì quý anh chị cũng biết, thường thường trời mưa mà ông trời ông đánh vô đâu á, đặc ví dụ ông đánh vô cây dừa là chắc chắn ở trên cây dừa đó nó có bóng ma, thành ra ông trời ông mới đánh quý anh chị. Thì ông bà già xưa của mình ngày xưa có kể, trời mưa là không nên đi ra ngoài lùm ngoài bụi, nó rất là nguy hiểm. Thì tí nữa mình sẽ vô trọng mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới của Hiệp đăng lên nha quý anh chị. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Mưa nữa cả nhà. Người cô có chia sẻ nói không? Con đi ra thẳng tới mấy sông đây ha. Nhìn qua phía bên tay phải là có cái dừa. Đó, các bạn thấy cái đường mình đi vô là nói chung á, nó không có thuận lợi. Đi là phải nhìn giáo giác luôn. Mình sợ đi trúng mấy cái đọt cây đó quý anh chị. Nguy hiểm. Để con cúng kiến cho tất cả các vong linh ông bà cô bác xong rồi hả mưa ông trời ơi. Rất là hợp các bạn. Đi vô ngay chỗ cái dừa trời đánh mà mưa tới nữa, tự nhiên cây đu đưa ta. Dừa rồi. Giờ này mình đến đây là khoảng cỡ gần 6 giờ chiều quý anh chị. Trời trời. À chắc chắn rồi, trai gái vô đây làm chuyện ấy rồi, nó thấy bóng ma nó chạy bỏ dép luôn cả nhà. Hôm nay mục đích của tôi đến ngã ba sông này là muốn cúng kiến cho các chi vị. Nếu các chi vị còn hiện hữu ở nơi đây thì hãy cho chúng tôi thấy ha. À mình thấy có một bóng trắng trắng ở trên cam các bạn. Phải không ta? Xa lắm các bạn, lúc có trọng á. À, không biết phải vong hay không ha.
phải không ta? À, bông các bạn ơi, trời ơi, trời mưa gió mà ngồi ở trong cái rừng rú này rất là xót xa cả nhà. Thì nếu mà phải bông thì bông ra đây hưởng nhang đèn ha, tôi sẽ cúng kiến cho bông. Có muốn hưởng cơm gì không? Muốn hả? Mình nghe nhiều xẹt bên kia nữa trời. Ôi má ơi, bên kia có thêm một vong nữa các bạn. Ồ, hello hello ha. Thì tôi sẽ cúng kiến cho hai vong. Tôi mời hai vong ra ngoài này để hưởng nhang đèn và hưởng bánh ha. Ờ, mới gọt ra tới đây các bạn. Qua đây nè ông, rồi tôi cúng kiến cho. Bởi vậy người cô nói đây linh dữ lắm. Cũng đó hả? Bây giờ con muốn cúng đâu? Cũng đó phải không? Cúng đâu cũng được, để tôi cúng xong tôi về. Mưa tới các bạn, ở đây nguy hiểm quá. Nghe vừa trời đánh. Rồi còn như bông cũ rồi hết đi, tôi cúng cho. Muốn giúp đỡ gì thì nói tôi giúp luôn. Ở đây làm gì có vết nhiều quá trời vô bông. Thấy bông sợ hả? Rồi mời ông bà bảnh qua đây luôn đi. Không, tôi là người giúp của ông.
Không, tôi nghe người cô nói ở đây linh quá. Thì hôm nay tôi đến đây để mục đích là muốn cúng kiến cho tất cả các vong hồn ha. À, nếu mà các vong hồn ở đây được mấy vong thì tôi mời ra đây hưởng cơm chay và hưởng trái cây và bánh và nước và nhang đèn ha. Rồi đó hưởng đi. Ăn uống còn dành, ăn đi. Vong này đói khổ quá các bạn ơi. Mình mới cúng chút xíu dành ăn quá trời. Mưa. Có nhiêu đó à? Có muốn gì nữa không nói? Có tiền. Rồi. Muốn tiền phải không? Tiền tôi gửi tiền tôi về. Nghe nói đây trời đánh chết mấy cây dừa mà ở đây vong chưa mất hả? Chưa mất bông nào hả? Né hay gì? Lúc bông đánh á? Né vô mấy thảo lá. Vậy hả? Ông đánh xém trúng luôn. Vậy hả? Ông đánh mấy lần rồi. Mà chưa có mất nữa hả? Chưa chết nữa hả? Chưa. Trời ơi. Đánh đẩy cây dừa luôn. Ừ. Đánh xong rồi cây dừa nó một người ta chặt luôn. Ừ. Chết cây dừa luôn hả? Sao hả? Cái mưa nó lên cảnh nó ngồi. À.
Thường thường heo bông ở đâu mà bị trời đánh? Ở bên nhà quan bả nó hả? Bển có nhà quan nữa sao? Có nhà tường. Một tường hả? Tiền nước của em không đúng không? Người phân nửa. Không, không cho con nhỏ này. 2 triệu, người 1 triệu. Nhỏ này nó giờ đang lắm. Vì tiền có nè, đi xuống dưới âm phủ mua gì đó tàn đồ ăn đây cúng chưa đủ hay gì mà dành quá vậy? Có ăn coi nó lấy nó còn lăn được có hộp cơm nè. Cơm như đồ gì nữa, trái cây làm chi? Nó ăn hết đồ để cho nó ăn đi, còn bông ăn hộp cơm đi. Ăn rồi nhưng mà em chưa có no. Chưa no nè, lấy tiền đi mua nè. Mua đồ ăn đi, xách hộp cơm đi luôn đi, ăn hết để dành ăn. Muốn giúp đỡ gì không, siêu thoát gì không? Muốn đi siêu thoát tôi về à, muốn giúp đỡ đi vô chùa vô không? Không hả? Ăn xong biết cảm ơn nữa quý anh chị mà dành ăn. Hai cái bông này bây giờ rời qua bên phía nhà quan bà nó ở hay sao đó quý anh chị. Mình muốn giúp cho họ để đi siêu thoát nhưng mà họ không chịu. Về nhà quan ở đâu mai mốt tôi ghé. Quan bên đó đó hả? Bên đó có nhà quan đâu trời. Hai con nãy đi đâu? Dành ăn ở đây các bạn. Ừ, gió rất là cực khổ luôn. Ướt hết trơn luôn cả nhà ơi. Về thôi quý anh chị, mưa gió quá trời. Mình cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ha. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Thì nãy mình tính giúp cho cái hai cái bông đó quý anh chị, nhưng mà họ không muốn đi siêu thoát hay là muốn đi về chùa, họ chỉ muốn ở đây. Hai cái bông này là có thể lúc trước ông trời ông đánh quý anh chị mà đánh đi hụt. Thì hôm nay mình đến đây mình cũng giúp được cho tất cả các vong linh ở đây.
và hai cái bông hồi nãy hưởng được một buổi cơm chay và bánh và trái cây rất là no ấm. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị.